Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn một cái video khá là thú vị nha các bạn. Đó là ăn trộm điện hợp pháp. Nghe rất là kỳ cục đúng không? Ăn trộm hợp pháp. Đấy. Thì đây là cái thiết bị của mình nè, mới chế ra các bạn. Thiết bị này nó sẽ giúp làm giảm tốc độ quay của đồng hồ, tức là nó sẽ làm hạ cái cường độ dùng điện trong đường dây dẫn. Thì các bạn biết công thức tính mà công suất á, thì nó sẽ là P bằng U nhân Y đúng không? Thì nếu mà Y cao, U không đổi, Y cao thì công suất sẽ cao, nhưng mà Y giảm thì công suất sẽ giảm đúng không? Đấy, thì các bạn xem trước cái mạch điện mình của mình nhá. Đây là hai dây nguồn vào qua CB vô đồng hồ 1, 3 và dây 2, 4 ra nhá. Ra đây thì mình sẽ ra cái ổ cắm đây. Còn đây là cái CB để vô thiết bị, thì mình sẽ tắt và mở để các bạn sẽ dễ hình dung hơn nhá. Mình sẽ cắm điện một cái máy khoan và một cái máy mài nha, bằng motor bơm nước. Đấy, rồi. Thì mình sẽ đo dòng điện các bạn xem nhá. Đây. Ampe đang 0 nè. Ampe bằng 0 nha. Rồi, mình sẽ cắm cái máy khoan. Thì ampe nó là 1 ampe nha. Đo dây bên này coi. Đó, 1.1 ampe. Ok nha, 1.1 ampe. Rồi mình cắm tiếp cái máy mài này. Nó là 3.6 ampe, 3.65 ampe. Đồng hồ nó sẽ quay. Đấy, bạn xem đồng hồ quay nha. Đấy, đồng hồ đang quay này. Rồi. Bây giờ mình sẽ bật cái thiết bị này lên nha. Ampe nó sẽ giảm. Rồi, đây. Nó còn 2.7 thôi các bạn. 2.7 ampe. Thấy chưa? Đó, 2.7. Rồi mình sẽ tắt này, sẽ tắt CB, nó sẽ giảm tăng lên lại nha. Đó, lên 3.6 nè. 3.7 luôn. Rồi bật lên lại nha. Nó sẽ giảm này. Đó, còn 2.8. Thì lúc này á, đồng hồ nó quay chậm hơn. Các bạn sẽ thấy đồng hồ quay chậm hơn. Chậm hơn một xíu thôi. Đấy. Ở đây mình dùng đồng hồ cơ cho nên mình sẽ khó nhận biết được cái tốc độ quay nó giảm. Nhưng nếu mà dùng đồng hồ điện tử thì nó sẽ hiện công suất lên, giảm luôn các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ bằng cái hộp này, nó sẽ là những cái gì bên trong nha. Đây. Đấy các bạn. Thực ra đây là một cái tủ điện. Tủ này dùng để kích motor này kia các bạn. Thì nó sẽ 80 microfarad, 400 VAC. Các bạn thấy bất ngờ không? Chỉ một cái tủ điện nhỏ bé thế này thôi mà nó giúp cho cái dòng điện nó giảm xuống cũng khá là nhiều nha các bạn. Thì thực ra cái tủ này nó là một cái tủ bù cốt phi. Khi mình gắn vào hệ thống điện, nó sẽ giúp cho cái cốt phi nó tăng lên, thì hiệu suất, chất lượng của dòng điện nó được tăng lên. Như vậy khi mình gắn tủ này vào trong hệ thống điện thì nó sẽ làm cho các thiết bị điện của mình nó đạt hiệu suất cao nhất, phát huy hiệu suất cao nhất, và nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của các thiết bị nó tăng lên nhé các bạn. Và đây không phải là ăn trộm điện nhé các bạn, nó sẽ giúp cho cái hệ thống điện nó hiệu suất, hiệu quả cao hơn, chất lượng tốt hơn nhé các bạn. Các bạn sẽ ra tiệm điện nước mua một cái tủ thế này, nó chỉ tầm 70-80 ngàn, mình về mình gắn vào thì mình đảm bảo với các bạn á là tiền điện nó sẽ giảm hàng tháng nhé. Và các bạn lưu ý khi mà mình ít sử dụng thì mình nên tắt cái CB này xuống, còn khi mình sử dụng nhiều thì mới bật CB này lên nha, bật cái thiết bị này lên thì nó sẽ hiệu quả cao hơn nhé các bạn. Rồi, hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn, mong các bạn chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Chào các bạn.